Hôm nay cộng đồng BBS sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Dinh dưỡng bị thất truyền của giáo sư tiến sĩ Vương Đào. Và dinh dưỡng đẩy lùi, đây là cuốn sách rất là tuyệt vời, nói về dinh dưỡng đẩy lùi bệnh tật. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào chương số 9. Đi vào chương số 9 với nội dung đó là nâng cao sức đề kháng và cách chữa trị các bệnh truyền nhiễm do virus như là cảm cúm, viêm gan, vân vân. Viêm gan, ngoài vấn đề về chức năng chuyển hóa của gan ra thì hay gặp nhất là các bệnh lý về gan. Hậu quả rất nặng nề bởi vì bệnh này có tính lây nhiễm. Ví dụ, viêm gan B thường là những người nhà bị bệnh trước và bị lây từ người đó. Rất nhiều người đang ở trong tuổi lao động sung sức đã không có khả năng làm việc, họ trở thành gánh nặng cho xã hội và gia đình. Viêm gan có như rất là nhiều dạng, viêm gan A, B, C và các bệnh này được phân loại theo virus mà người bệnh nhiễm phải. Nói cách khác, viêm gan là do virus gây ra. Khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học y, có người đã trách cứ tôi là canh là bác sĩ mà ngu thế, có mỗi bị cảm cúm thường thôi mà cũng không chữa khỏi. Tôi nghe xong liền nói với anh ấy một nguyên lý là tôi hỏi theo anh thì đạn viên và đạn đạo thì cái nào dễ chặn hơn? Câu trả lời rất là rõ ràng, đương nhiên là đạn đạo. Tại sao vậy? Bởi vì đạn đạo rất là phức tạp. Đạn đạo có hệ thống chỉ dẫn, có hệ thống động lực và có tính toán chính xác đường bay của đạn. Chỉ cần can thiệp vào một chi tiết nhỏ của hệ thống tấn công đạn của đạn đạo đều có thể dẫn đến đường bay đạn bị lệch lạc và thất bại. Còn đạn viên thì không thể làm thế được. Đạn viên rất là đơn giản. Khi bắn ra thì chỉ có một đầu đạn. Ngoài lực cản của không khí thì viên đạn không chịu tác động của bất cứ một cái vật gì khác. Do vậy, rất là khó để chặn được nó khi nó đã được bắn ra. Và tương tự như vậy thì sự khác biệt giữa virus và vi khuẩn ở đây. Tại sao những bệnh lý do vi khuẩn gây ra dễ điều trị hơn những bệnh do virus gây ra? Đó là do virus phức tạp hơn vi khuẩn rất là nhiều. Vi khuẩn có thành bảo vệ rất là dày, bản thân nó có màng tế bào chất, nhân, nhiễm sắc thể, có rất là nhiều phản ứng sinh hóa xảy ra trong tế bào chất. Do vậy, thuốc có thể tìm thấy rất nhiều để tấn công vào chúng. Ví dụ, thành của tế bào vi khuẩn chỉ cần dùng thuốc tây tác dụng đến quá trình tổng hợp trên cái thành của tế bào của vi khuẩn thì vi khuẩn sẽ không sống được nữa. Đây chính là nguyên lý mà chúng ta rất là quen thuộc khi sử dụng thuốc amoxicillin. Còn cấu tạo của virus thì quá là đơn giản. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên hình, đó là một con virus cúm và một con vi khuẩn que. Với con virus thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là gì ạ? Những cái chữ mà để chú thích thì chỉ có bốn phần thôi đúng không ạ? Một phần bên trong là RNA, một phần bên ngoài là lớp vỏ này, protein và enzyme tạo nên cái lớp vỏ bên ngoài. Nó chỉ có hai lớp vậy thôi. Nhìn nó thì gai góc thì có vẻ là rất là ghê gớm vậy thôi, nhưng mà cấu tạo của nó thì rất là đơn giản. Và với cấu tạo của vi khuẩn ấy, thì chúng ta nhìn thấy là chúng nó có nhiễm sắc thể này, nhung mao này, thành tế bào này, rồi tế bào chất DNA, rồi màng, rất là
chromosome nhiễm sắc thể, rất là nó có cấu tạo như một cái tế bào, nó rất là chắc chắn đúng không ạ? Thế thì với một cái con vi khuẩn như thế này thì nó có nhiều cái cấu tạo tinh vi như vậy. Thế tuy nhiên là càng tinh vi thì lại càng dễ để chúng ta xử lý, bởi vì nó có nhiều cái điểm yếu khi mà những cái cấu trúc này nó bị có lỗi ở cái phần nào đấy, chỉ cần cái vỏ của nó bị lỗi thôi, bị rách, bị thủng thôi, bị phá hủy thôi, thì ở bên trong nó không sống được rồi. Còn cái con virus này thì nó quá là đơn giản, thậm chí ở bên ngoài môi trường, khi mà nó sống ở bên ngoài môi trường bình thường, bị tác động đi chăng nữa thì nhiều khi cái sức sống của nó sống dai hơn cái vi khuẩn rất là nhiều, bởi vì nó chỉ cần rất là đơn giản nó cũng có thể sống được rồi. Và tiếp theo đó là đối với virus ấy. Virus thì là mấy chuỗi DNA bên ngoài được bao bọc bởi lớp màng protein. Khi mà virus bên ngoài cơ thể nó chẳng có phản ứng gì xảy ra nên là không bị cái gì tấn công cả. Khi mà virus xâm nhập vào bên trong của tế bào, nó lợi dụng các cái vật chất có sẵn ở trong tế bào cơ thể của chúng ta như là các chất dinh dưỡng, các enzyme, các cái kết cấu để sinh sôi nảy nở. Nó đã hòa nhập với tế bào của cơ thể, trở thành một bộ phận của tế bào luôn. Thế nên là không thể tấn công được virus, vì khi mà tấn công ấy thì chính mình đã tấn công cơ thể của mình rồi. Do đấy, ngày nay dưới góc độ lâm sàng học, y học thì vẫn có những cái loại thuốc chống virus nhưng mà hiệu quả của nó thì rất là ít và có gây tổn thương cho cơ thể khi mà sử dụng. Đặc biệt là tổn thương đến gan. Căn cứ vào cấu tạo của virus và đặc điểm sinh sống của nó, có thể thấy được thuốc Tây khó có thể chống khống chế được virus. Vì vậy làm thế nào mà chữa được các bệnh truyền nhiễm do virus gây nên? Làm thế nào để đẩy ra virus ra khỏi cơ thể của mình đấy? Chỉ có một cách hợp lý nhất, cũng là hiệu quả nhất, đó chính là nâng cái sức đề kháng của cơ thể lên để cơ thể miễn dịch, để cái hệ miễn dịch của cơ thể nó sẽ có cơ chế tự động tiêu diệt virus với mục đích nâng. Trên đây là cái phần mà chúng ta phân phân biệt phân, khi mà phân tích ra thì chúng ta phân biệt được virus vi khuẩn nó rất là rõ ràng ha. Đọc như vậy thì chúng ta hiểu được là tại sao mà cái con virus với cái dịch bệnh như hiện nay nó đang hoành hành trở lại đây, corona, một cái loại virus mang tên là vương miện đấy, corona tiếng Anh, tiếng Việt có nghĩa là vương miện, bởi vì hình dáng của nó giống giống với cái vương miện, nó cấu tạo rất là đơn giản như vậy thôi ạ. Rất là đơn giản thôi nhưng mà nó làm cho cả thế giới này chao đảo, và cái hình dáng, cái cấu trúc của nó đã đơn giản rồi, cái diện tích của nó, cái thể tích của nó nhỏ hơn vi khuẩn từ 10 cho tới 100 lần. Virus là nó nhỏ hơn vi khuẩn từ 10 cho tới 100 lần luôn. Nó nhỏ và nó quá là đơn giản cho nên nó tồn tại quá dễ dàng và nó lây lan khủng khiếp, cho nên cả thế giới mình phải điên đảo với khổ sở với một cái loại virus rất là nhỏ bé như vậy thôi. Nó ảnh hưởng đến muôn vàn cuộc sống của tất cả mọi người trên cái trái đất này trong cái thời gian hiện tại. Thì chúng ta đi tiếp với nội dung là với mục đích nâng cao sức đề kháng chống chọi virus nên chúng ta mới thấy có những người dùng globulin, gamma globulin có để phòng chống cảm cúm. Thì thực ra phương pháp này không hợp lý và thực tế y học lâm sàng có rất nhiều cách chữa trị. Có rất là nhiều cách chữa trị cũng không hợp lý. Trong đó có trường hợp điển hình là y học đưa vào cơ thể những cái chất mà chính cơ thể hoàn toàn có thể tự tổng hợp được trong quá trình điều trị. Trong quá trình điều trị nên theo
một nguyên lý đó là hãy để cái cơ thể của mình tự tổng hợp, tuyệt đối không đi mượn những cái thứ từ bên ngoài tác động vào. Ví dụ như là globulin, globulin ấy, là protein mà cơ thể hoàn toàn có thể tự sản sinh được. Hơn nữa, tốc độ sản sinh ra cái chất này rất là nhanh, khả năng tổng hợp nên nó là vô hạn. Vì vậy, khi mà theo lý giải, phải để cơ thể, phải theo lý thì phải để cơ thể tự sản sinh ra. Và albumin cũng vậy. Thì ở đây chúng ta có thể tìm hiểu là globulin miễn dịch là chất gì. Thế thì mọi người cứ hiểu đơn giản. Globulin ấy, nó là cái tên gọi của những cái tế bào miễn dịch của mình. Thì nó có khoảng 5 cái loại tế bào miễn dịch globulin. Thì khi mà có virus vi khuẩn tấn công vào chúng ta, thì cái tế bào nó có cái tên gọi là globulin. Nó sẽ hoạt động, nó sẽ được kích hoạt, nó sẽ chiến đấu lại với lại cái con virus vi khuẩn này. Thì cái cách mà tác giả nhắc ở đây đó là trong Tây y thì người ta có cái cách đó là người ta tiêm cái globulin nhân tạo để tiêm vào trong cái cơ thể của chúng ta. Thì tác giả lý giải ở đây là cái điều này nó không hề cần thiết vì cái hệ miễn dịch của chúng ta hoàn toàn có thể tự sản sinh ra được cái globulin này rất là hiệu quả. Nếu như mà chúng ta cho cơ thể cái mà chúng nó cần ha. Và albumin cũng vậy. Y học lâm sàng thường xuyên sử dụng albumin mà thực tế thì có rất là nhiều thành phần albumin cơ thể không cần đến. Hơn nữa không hợp lý chút nào. Một mặt là do gan của chúng ta hàng ngày vẫn sản sinh ra đủ lượng albumin. Nếu mà albumin không đủ thì lúc này phải hỗ trợ cho gan để hoạt động tốt hơn, sản sinh ra albumin, chứ không phải là lấy albumin nhân tạo từ bên ngoài tiêm vào. Mặt khác, việc đưa albumin từ bên ngoài cơ thể chỉ là phương pháp tạm thời, chứ không phải là cách điều trị tận gốc tình trạng thiếu albumin của cơ thể. Vì làm như vậy thì không hồi phục được khả năng sinh sản của albumin của gan. Việc này giống như là chúng ta giúp đỡ một cái người nghèo thì chúng ta mang tiền chúng ta cho họ để họ không cần phải lao động. Thì cái cách này không giúp gì được cái người nghèo đó cả. Mà cách duy nhất để chúng ta giúp được cái người đấy tận gốc luôn để người ta không nghèo nữa đó là chúng ta cho họ, rèn luyện cho họ được cái năng lực làm giàu, cho họ cái tư duy và cái khả năng để họ tự họ có thể làm được ra tiền bạc, họ tự họ sinh sống được ha, họ thoát được cái cảnh nghèo đấy. Thế thì cái việc mà sử dụng hormone cũng với cái nguyên lý này, nếu mà một cái chứng bệnh nào đó gây nên do là thiếu hormone thì việc cần đó là làm sao để nâng cao cái khả năng để cho cái cơ thể của mình tự sản sinh ra được cái loại hormone đấy của cái cơ quan tương ứng, chứ không phải là lấy từ bên ngoài vào cho sẵn không cần phải làm, đã có cái ăn. Đó, thì hơn nữa có rất là nhiều bệnh không phải là do thiếu hormone gây ra, nên nếu mà đưa hormone vào thì càng vô lý và tất nhiên cũng không trị được tận gốc cái căn bệnh đó. Muốn nâng cao sức đề kháng thì có hai cách. Một là cái phương pháp nghiện ma túy, giống như là đi đánh trận ấy, thì ta thắng thì ta phải có 1.000 quân, nhưng bạn chỉ có 10 quân thôi. Vậy phải cho họ chích ma túy thì tinh thần họ hưng phấn lên, họ chiến đấu dữ dội bằng 100 quân, một người bằng 100 người. Thì cái quân đội sẽ có cái, mặc dù là chiến đấu, cái sức chiến đấu nó dữ dội như vậy, thì cái y học của mình cũng sử dụng cái cách này cho bệnh, cho cái người bệnh để sử dụng interferon hoặc là phimosin, là những cái chất mà cũng giống như vậy đấy. Nhưng mà phương pháp này thì rất là mạo hiểm, bởi vì chỉ cần một cái thằng quân chết ấy, thì nó tới 100, nó tương đương với 100 quân và sức chiến đấu sẽ bị giảm sút nhanh chóng, đánh mãi mà không thắng được.
Đấy là cái nguy hiểm của cái việc mà sử dụng thuốc để mà kích thích cho cái đội quân đó, nó giống như là sử dụng ma túy. Cách khác là đưa nguyên liệu vào cơ thể. Chẳng phải là bạn đang có một cái đội quân 100 người thì tôi sẽ cho bạn cái nguyên liệu để bạn tạo ra sản sinh ra 1.000 người ha. Và đội quân đấy sẽ giúp tốc độ cho mình để mình sản xuất ra ngày càng nhiều quân đội hơn. Hơn nữa là nguyên liệu dồi dào sẽ giúp cho quân đủ sức chiến đấu. Như thế thì quân ra trận sẽ yên tâm hơn, tỷ lệ đánh thắng sẽ cao hơn rất là nhiều. Cung cấp nguyên liệu chính là cung cấp dinh dưỡng. Như vậy thì sẽ giúp cho tăng cái sức đề kháng lên tốt hơn, giúp cho hệ miễn dịch có những cái phản ứng nhanh hơn. Như vậy thì cái khả năng đề kháng mạnh hơn. Điều này cũng giải thích là tại sao mà nhiều người bổ sung dinh dưỡng trong một thời gian thì không bị cảm cúm và virus cảm cúm xâm nhập cơ thể đã bị tiêu diệt ngay khi mà chúng nó vào đến mới xâm nhập vào cơ thể. Những ai mà hay bị cảm cúm là biểu hiện của việc suy giảm hệ miễn dịch. Thì chúng ta đoạn trước thì chúng ta có nói tới albumin. Thì nếu ai mà chưa biết về albumin thì chúng ta có thể tham khảo ở đây, đó là đây là một cái protein huyết tương 66.500 dalton. Thì đây nó là một cái protein huyết tương do gan sinh ra, và trong cơ thể của mình ấy, chỉ có gan là tổng hợp được cái này thôi, và nó tổng hợp với một cái tốc độ rất là nhanh, rất là nhiều, và nó có những cái chức năng như sau rất là quan trọng. Albumin có cái tác dụng đó là giúp cho cái việc duy trì áp suất thẩm thấu keo ở trong máu của mình, và chịu trách nhiệm đến 75 cho tới 80% cái áp suất thẩm thấu keo của huyết tương, do cái trọng lượng phân tử thấp, nồng độ lớn, nó đóng cái vai trò chính trong việc duy trì lượng máu trong phân bổ dịch cho cái cơ thể của mình. Phân bổ máu ở trong cơ thể là cái ông albumin này, ông ấy sẽ phụ trách cái việc này. Chỗ nào ít, chỗ nào nhiều ha. Và cái chức năng tiếp theo đó là chức năng vận chuyển. Thì albumin sẽ liên kết với các cái ion sắt, đồng, canxi, axit béo, hormone, purin, bilirubin, các thuốc, nhiều chất nội sinh khác. Chức năng dinh dưỡng thì chúng nó sẽ cung cấp nguồn axit amin để tổng hợp protein ở các cái mô tổn thương, đặc biệt là cung cấp cái chất đạm cần thiết cho những cái bệnh nhân suy kiệt, ốm, thiếu hụt axit amin. Chức năng đệm đó là albumin có một cái khả năng đệm tối đa do nó có nồng độ cao và có sự hiện diện của một số lượng lớn histidine trong cấu trúc, nên là góp phần tối đa vào cái việc cân bằng kiềm cho toàn cơ thể. Chức năng chống oxy hóa và trợ khử gốc tự do, liên kết các cái phản ứng như là sắt, đồng, làm giảm các cái phản ứng oxy hóa, và nhóm thion tiếp xúc với dư lượng cytin tự do hoạt động như một cái chất dọn gốc tự do, tương tác bẫy các cái phản ứng oxy hoặc nitơ dọn rác trong cái cơ thể của mình đó mọi người. Albumin còn có cái tác dụng là chống đông máu, ức chế kết tập tiểu cầu và bảo vệ các cái vi mạch, và giảm thiểu tính thấm của máu thông qua cái tác dụng oxy hóa, chống viêm và tác dụng chống apoptotic. Thì mọi người có thể thấy là trên hình ấy, thì cái tác dụng của cái anh albumin này thì nếu cơ thể thiếu thì nó sẽ gặp rất nhiều cái vấn đề này, tại vì nó liên quan tới máu. Nó liên quan tới máu, máu ở trong cái thành mạch máu của mình mà nó không bị tràn, nó thấm ra ngoài ấy, là do cái anh albumin này anh ấy đảm nhiệm. Và phân bổ cái lượng máu cho cái tạo áp suất để phân bổ cái lượng máu ở trong cái cơ thể, các cái cơ quan của cơ thể của mình là anh albumin đảm nhiệm. Và anh albumin này anh ấy có cái tác dụng đó là anh vận chuyển những cái chất dinh dưỡng, rồi những cái chỗ nào bị tổn thương ấy thì anh ấy sẽ vận chuyển chất đạm
anh vận chuyển cái vi chất, những cái khoáng chất, những cái dinh dưỡng đến cái vùng bị tổn thương để sửa chữa cái vùng đấy. À, anh ấy là một cái chất mà không thể thiếu ở trong cơ thể của mình. Thế thì cái tác dụng, cái hiệu quả thì nó cao như vậy, và cái tầm quan trọng nó như vậy, thì chỉ có một cái nơi để sản xuất ra albumin, đó là gan. Thì nếu như gan mà gặp vấn đề thì gan sản xuất albumin sẽ bị kém. Và khi đấy cái cơ thể của mình nó gặp muôn vàn vấn đề khác, vì nó liên quan tới máu, liên quan đến vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi các cái cơ quan khác, mà cái ông sản xuất thì đã bị hỏng được. Thế nên là nếu tại sao người ta bị bệnh gan thì thường là người ta kèm theo những cái bệnh khác. Và thường là những cái bệnh gan khác thì nguyên nhân gốc rễ vẫn là từ gan. Đấy là lý do, một trong những lý do đó là cái anh albumin này anh rất là quan trọng như vậy. Và để mà khắc phục được cái tình trạng là gan bị tổn thương và thiếu albumin sản xuất tạm thời chưa đủ, thì Tây y họ tiêm cái albumin này cho mình, bổ sung albumin ngoại sinh nhân tạo vào, thì nó sẽ làm cho cái gan của mình nó không khỏe lên được, và thậm chí nó còn lười sản xuất ra cái albumin này, cái chức năng không sản xuất nó đã có sẵn rồi, thì càng ngày cái lá gan của mình nó càng trầm trọng hơn, nó không được sửa chữa. Mà ở cái bên ngoài chúng ta phải đi mua, nó rất là đắt đỏ bên ngoài. Thế thì tác giả có nói đây là những cái cách mà ngoại sinh như vậy nó rất là vô lý, bởi vì trong bản thân mình tự làm được, huống cái mắc mớ gì mà mình đi mượn cái ở bên ngoài vào, mà nó không tận gốc, hết truyền là hết ăn. Thì cái biện pháp tận gốc đó là chúng ta phải trị nó tận gốc, là gan tự sản sinh được thì tôi phải làm khỏe cho lá gan, tôi phải cung cấp đủ protein cho lá gan, đủ vitamin, khoáng chất tổng hợp, rất những cái chất mà dinh dưỡng mà gan cần để gan phục hồi cái sức khỏe của gan, thì tự động cái albumin này nó sẽ được khắc phục, và các cái cơ quan, những cái bệnh liên quan đến thiếu hụt albumin nó sẽ được giải quyết rất là dứt điểm, tận gốc luôn. Đó, thế thì chúng ta có thể thấy là điều trị viêm gan cũng với nguyên lý này luôn. Thông qua cái việc sử dụng dinh dưỡng giúp tăng cái đề kháng, giúp tăng cường cái đề kháng mới là cách hợp lý. Và sử dụng dinh dưỡng không cũng sử dụng dinh dưỡng không những là cung cấp nguyên liệu tốt cho cơ thể, cho hệ miễn dịch sinh sản, sản sinh ra các cái tế bào và phân tử miễn dịch, mà dinh dưỡng còn giúp cho phục hồi những cái chức năng đã bị tổn thương của lá gan. Viêm gan lâu ngày sẽ khiến tế bào gan bị tổn thương rất, và rất nhiều tế bào gan sẽ bị chết. Những tế bào còn sống sót thì môi trường xung quanh của nó cũng bị phá hủy rất là nhiều. Chức năng gan bị giảm sút trầm trọng. Khi mà chức năng gan giảm sút như vậy thì ví dụ như cái khả năng giải độc của gan bị kém đi, cũng sẽ khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bị giảm theo. Dinh dưỡng có thể phục hồi chức năng của gan, cứu sống các cái tế bào sắp chết, cải thiện môi trường cho tế bào còn sống của gan. Như vậy sẽ giúp cho người bệnh nâng cao được cái sức đề kháng chống chọi với bệnh tật. Nhưng sử dụng dinh dưỡng để điều trị viêm gan cũng là một cái nội dung cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa. Bởi lẽ không phải người bệnh nào uống dinh dưỡng cũng điều trị được bệnh viêm gan ngay trong thời gian ngắn. Hiệu quả điều trị có liên quan đến hệ miễn dịch của người đó, loại virus bị nhiễm, mức độ tổn thương của gan nhiễm lâu hay chưa. Hơn nữa, nó cũng liên quan đến phác đồ dinh dưỡng mà người bệnh áp dụng, dùng có hiệu quả không. Nhưng sau khi sử dụng dinh dưỡng, dù trong thời gian ngắn, gan chưa cải thiện được rõ rệt, nhưng dinh dưỡng cũng góp phần không cho bệnh nặng hơn như là xơ gan và ung thư gan. Và bên cạnh đây thì mọi người có thể thấy cái hình ảnh của hai cái bệnh mà tác giả có nói ở trong đây. Và viêm gan mạn thì cái lá gan hình ảnh nó như thế này, xơ gan thì hình ảnh nó như thế này, và ung thư gan thì hình ảnh thì nó tệ hơn nữa. Và cái lá gan màu cam ở đây là lá gan bình thường, khỏe mạnh, thì nó như vậy. Và chúng ta sinh sống, chúng ta sử dụng nó như thế nào qua vài chục năm mà để cho nó te tua sơ mướp như thế này, thì nếu mà chúng ta không cung cấp dinh dưỡng để cứu sống những cái tế bào còn sót, còn sống lại ấy, vẫn còn sống hoặc là sắp chết ấy, chúng ta không cứu chữa nó mà chúng ta tiếp tục chúng ta bơm thuốc tây vào, thì mọi người tưởng tượng cái hình này nó còn tệ cỡ nào, nó còn te tua cỡ nào, đúng không ạ?
Thế nên là thường là người ta đưa cái ngoại sinh vào và người ta mặc kệ cái lá gan. Mà lá gan thì nó ăn cái gì để nó sống? Nó phục hồi nhờ cái gì? Nó phục hồi nhờ thuốc tây làm sao được? Thuốc tây thì chỉ có những cái chất, cái mặt trái. Mọi người khi mà người nhà có ai mà sử dụng thuốc tây á, có ai mà có cha mẹ đi bệnh viện mang thuốc tây về, hoặc là khách hàng của chúng ta mang thuốc tây ra cho chúng ta xem, thì thường là người ta không để ý cái phần tác dụng phụ của thuốc tây đâu. Thì chúng ta hãy lấy cái tên của thuốc tây đấy, chúng ta lên cái phần Google chúng ta search. Ngày xưa không có Google á thì rất là vất vả, là chúng ta phải có những cái cuốn sách. Trang đã nhìn thấy những cái cuốn sách về thuốc á, là giống như là cái danh bạ điện thoại ngày xưa của mình sao á, thì cái cuốn sách đấy nó dày hơn gấp đôi như vậy. Nó dày hơn và nó ghi tên từng loại thuốc ra, thuốc đấy có tác dụng gì. Trang đã từng nhìn thấy những cái cuốn sách nói về thuốc, từng loại thuốc tây như vậy rồi, để gọi là danh mục thuốc á. Thì bây giờ chúng ta có cái cuốn sách đấy trên internet, chúng ta có thể sạc cái tên thuốc mà bệnh nhân đang dùng. Ví dụ bệnh nhân người ta nói là người ta đang được bác sĩ kê cho uống thuốc này, thuốc này, thuốc này, thì mình hãy nhanh chóng mình lấy cái tên đó, mình lên Google mình sạc. Mình sạc thì tự nhiên nó sẽ ra cho mình những cái trang web nó uy tín. Thì mình vào trang web của những cái cơ sở y tế uy tín, các cái bệnh viện uy tín, thì mình vào mình sẽ thấy được là cái thành phần của thuốc. Sau đấy xuống phía dưới nó sẽ là cái tác dụng phụ của thuốc. Thì hầu hết tất cả các cái thuốc khi mà chúng ta xem mà bệnh nhân đưa cho mình, thì hầu hết đó là sẽ tiết chế ảnh hưởng, gây ảnh hưởng, gây rối loạn hệ tiêu hóa, rối loạn chức năng gan, chức năng thận, là những cái thường trực ở trong tất cả các loại thuốc mà quy định của ngành dược là người ta phải ghi vào đấy, chứ không trốn tránh được cái điều này. Thế thì khi mà làm cái điều đấy thì mình sẽ chụp hình cái phần đó, mình gửi cho khách hàng, mình gửi cho bệnh nhân và gửi cho những người thân của mình đang sử dụng thuốc ấy, mình cho họ biết được là ngoài cái tác dụng ngay trước mắt thì nó có cái hậu quả lâu dài như thế này. Và cái tận gốc đó là phải làm sao để giảm tải cho lá gan, để lá gan khỏe mạnh lên. Chứ còn bơm tiếp cái hóa chất vào, cái chất độc vào, thì gan đang như thế này thì nó còn tệ hơn như thế này nữa. Và cái mà cái cơ thể của mình cần để ngoài cái albumin rồi những cái chất mà chúng ta vừa mới nghiên cứu, hai cái chất điển hình vừa rồi, một là albumin và hai là cái chất đó là globulin. Hai cái chất này, một là đề kháng, hai là chất để mà phân bổ máu. Thì ngoài hai cái chất này ra thì còn rất rất nhiều những cái loại chất khác mà cơ thể cần. Và con người thông minh quá nên là đi sản xuất nhân tạo để bơm vào cơ thể của mình. Và đó nó chỉ là ngọn thôi, chứ nó không điều trị tận gốc. Và muốn điều trị tận gốc thì chúng ta đi về cái tự nhiên, cái nguyên lý tự nhiên mà cơ thể chúng ta có sẵn, thì nó mới là điều trị tận gốc được. Ok, cái chương sách ngày hôm nay rất là tuyệt vời đúng không mọi người? Và đấy là cái phần chia sẻ của Trang trong cái buổi sáng ngày hôm nay về cái nâng cao hệ sức đề kháng và cách chữa trị những cái bệnh như là cảm cúm, viêm gan. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe với cái phần vừa rồi ha. Cảm ơn Trang cái chương sách này giá trị quá. Cảm ơn phần đọc của Trang với cả phần cái phân tích với cả những cái hình ảnh rất là giá trị luôn, rất là dễ hiểu. Em thấy Trang khi là em cảm ơn bảo trợ Thủy. Em thấy là chị Thanh Hoài có giơ tay đấy, em mời chị Thanh Hoài giơ tay trước hay là mới giơ tay đấy chị mở được mic ạ? rồi. Cảm ơn Trang, cái chương sách hôm nay rất là hay. Và hôm nay thì Hoài muốn chia sẻ một chút xíu thôi. Tức là khi mà Hoài nuôi cái đứa con lớn á, các bạn mà năm nay học lớp 8 mà 13, 14 năm rồi đấy, thì lúc đó mình chưa hiểu dinh dưỡng là cái gì, và mình không hiểu là virus, vi khuẩn là cái gì hết. Thì cứ mỗi một lần đó là con sốt á, là mình thường là cứ đi ra thuốc tây, là mình mua thuốc, và sau đó là người ta lại đưa cho mình một bịch kháng sinh về, và đó là mình cho con uống.
và rất là nhiều năm mà mình bị thiếu hiểu biết về nuôi con như vậy. Và cái điều này là mình thấy thực tế ra mọi người đang gặp phải đang gặp phải với cái trường hợp mà nuôi con mà chưa có hiểu nhiều về dinh dưỡng. Thì cái bài ngày hôm nay á, là giúp cho chúng ta là hiểu thêm về dinh dưỡng. Virus vi khuẩn thì khi nó xâm nhập và nó tấn công vào cơ thể, nếu như chúng ta mà cứ điều trị bằng thuốc tây thì nó chỉ giải quyết được, đó là ức chế được cái thời điểm mà con virus vi khuẩn nó làm yếu đi tại thời điểm đấy và nó không tấn công được mình thôi. Nhưng thực ra thì khi đọc cái chương sách ngày hôm nay á, thì mình sẽ thấy là chỉ cần mà cho dinh dưỡng vào cái cơ thể của chúng ta, tăng được sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch, thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ tự chữa lành. Và có một cái điều mà Hoài thấy rất là nguy hiểm khi mà thực tế là con nhà Hoài đã bị như thế, tức là khi mà sốt, con thì mình sốt cái là người ta ra thuốc tây, là người ta sẵn sàng mua, người ta sẵn sàng cho uống thuốc hạ sốt và cho dùng kháng sinh ngay. Đó là một điều vô cùng là nguy hiểm, bởi vì khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy sốt là một hiện tượng rất là tốt cho trẻ, bởi vì cho biết là trẻ đang cần phải tức là cái hệ miễn dịch khi mà sốt thì tức là virus nó bị tấn công vào trong cơ thể, thì chúng ta cũng phải nhận biết đó là khi mà bị như vậy thì trẻ cần phải tăng sức đề kháng lên để chống chọi lại với con virus đó. Và những cái trường hợp sốt cao thì mình nên cho uống thuốc hạ sốt, nhưng đối với những trường hợp bị sốt nhẹ thì thực tế ra là chúng ta không cần phải dùng thuốc hạ sốt, mà chúng ta tăng sức đề kháng cho trẻ lên là tự trẻ nó sẽ tự cắt được sốt. Đó là những cái kiến thức mà mình học được, và mình thấy là khi mà mình học thêm được những cái kiến thức về dinh dưỡng như thế này là mình thấy là rất là sai khi mà mình nuôi cái đứa con lớn nhà mình. Đó, thì qua những cái kiến thức ngày hôm nay thì mọi người sẽ thấy là việc mà chăm sóc những cái trường hợp mà bị virus vi khuẩn thì thực ra là không khó cả nhà. Đừng ỉ ôi cho dược sĩ hay là cho bệnh viện hay là cho thuốc tây nhiều quá, mà mình có thể có thể xử lý được bằng cách chúng ta là tăng cái sức đề kháng và tăng cái hệ miễn dịch của cơ thể lên. Và có rất là nhiều những trường hợp mà là bị COVID thời gian vừa rồi ấy, bị COVID, và bây giờ hiện tại là cái biến thể COVID này nó lại đang hoành hành. Thì thực tế ra có những người không cần phải sử dụng bất kỳ một cái loại thuốc nào mà tự có thể khỏi được COVID, là tại vì là khi mà COVID, tức là cái virus vi khuẩn COVID nhiễm tấn công vào cơ thể của chúng ta, thì chúng ta chỉ cần tăng cái sức đề kháng lên, tăng cái sức đề kháng lên, thì tự nhiên là cái cơ thể của chúng ta nó sẽ mạnh, tức nó khỏe lên, cái chức năng trong cơ thể của chúng ta nó khỏe lên, thì nó sẽ đẩy lùi được, đánh nhau được với con virus vi khuẩn đó. Nên mình không có sợ nha, khi chúng ta mà hiểu về dinh dưỡng thì cái vấn đề mà hỗ trợ được tất cả những cái bệnh virus vi khuẩn và những có thể những cái bệnh nặng hơn như bây giờ như viêm gan đó, thì chúng ta có thể hỗ trợ rất là tốt bằng dinh dưỡng khi mà chúng ta đã có kiến thức đầy đủ. Cảm ơn cái chương đọc sách của Trang ngày hôm nay và cái chia sẻ của Hoài thì có như vậy thôi ha. Cảm ơn chị Hoài ạ. Em mời các thành viên khác trong cộng đồng của mình có thể mở mic để chia sẻ. Chúng ta thấy kiến thức có tuyệt vời không mọi người? Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Và khi mà Trang học về y học dinh dưỡng với lại các cái bác sĩ ở trong Bệnh viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam mình á, thì thực sự là rất cảm ơn cái khóa học về của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam. Các thầy cô toàn là bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ về y học dinh dưỡng của Việt Nam của mình ở trong Viện Dinh dưỡng. Kiến thức rất là nhiều, rất là giỏi.
và đặc biệt là rất là có tâm với cái ngành y học dinh dưỡng, và có những cái tâm sự thì rất là thật của các bác sĩ ở trong ngành. Khi mà họ nghiên cứu về dinh dưỡng và họ thấy là các cái vấn đề về sức khỏe, cũng như chúng ta đang cảm nhận ở đây này, có những cái vấn đề về sức khỏe giải quyết rất là đơn giản bằng dinh dưỡng, nhưng mà người ta lại cứ thích làm phức tạp nó lên. Người ta cứ làm phức tạp nó lên và người ta loay hoay và người ta không có điểm dừng khi người ta đi đến bệnh viện. Thì cái các bác sĩ cũng rất là trăn trở với cái điều đấy. Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cũng là một cái người rất là có tâm, nhưng mà cũng xác định là góp những cái viên gạch vào cái sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thôi. Thì nó khẳng định một cái điều, đó là để làm thay đổi cả một cái tư tưởng, một cái hệ thống mà từ xưa tới nay nó đã là như vậy. Đã là bệnh thì chăm sự nhờ bác sĩ, sốt cái là phải hạ sốt. Những cái mà nó ăn sâu vào trong cái suy nghĩ của nhân dân mình quá lâu, và cả một cái hệ thống y tế của cả một quốc gia nó đồ sộ quá, và y tế của cả một cái thế giới này nó đều đang là như vậy. Cứ thiếu cái gì là bơm cái đó vào cơ thể, bệnh cái gì là thuốc đấy, và bất chấp cái tác dụng phụ về lâu về dài như thế nào không cần biết, nhưng ngay trước mắt là phải dập tắt ngay lập tức, túm ở trên ngọn, cắt hết ngọn đi. Thế còn sâu ở dưới mà đục thân ở dưới thì lúc nào lên thì ta xử lý tiếp. Cho nên là cả đời không bao giờ hết sâu bệnh là vậy. Trồng cái cây cả đời không bao giờ hết sâu bệnh. Và rất là khổ sở với cái việc mà sâu đục thân liên tục ở trong cơ thể. Thế thì với cái tình trạng như vậy, hiện nay như vậy, thì chúng ta là những người mà chúng ta được may mắn, chúng ta được thuộc về cộng đồng DBS và được có mặt ở trong Zoom của câu lạc bộ y học dinh dưỡng của DBS, là những người cực kỳ may mắn các anh chị ạ. Trang học về y học dinh dưỡng xong của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, Trang mới thấy là chúng ta quá may mắn luôn khi mà chúng ta thuộc về cái câu lạc bộ y học dinh dưỡng của DBS. Bởi vì những cái thông tin ở đây, thông tin mà chúng ta đang đọc từ những cái sách của những cái vị tiến sĩ giáo sư của thế giới, cả Mỹ có, Tây có, ta có, Nhật có, thì tất cả những cái kiến thức này là những cái kiến thức rất là quan trọng, và Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng đang dạy những cái kiến thức mà nó có những cái gốc, nó có những cái điểm giống như chúng ta đang được học. Và chúng ta không phải đi đâu cả, chúng ta được ở trong cộng đồng và chúng ta được học những cái kiến thức mà rất là ít người ngoài kia có cái may mắn biết được như thế này. Và không có may mắn biết được, cho nên là cuộc đời họ bị bệnh tật ám ảnh theo đuổi cả đời, quá là khổ sở. Và chất lượng cuộc sống thì bị suy giảm vô cùng. Hạnh phúc làm sao được, vui vẻ làm sao được khi trong người mình bệnh tật không biết bao giờ mà dừng lại, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có những cái kiến thức như thế này thực sự là rất là quý các anh chị. Viện Dinh dưỡng Quốc gia họ cũng rất là trăn trở với cái việc là làm sao để cho nhiều người biết được là thuốc Tây thì là con đường cùng, là gọi là cấp cứu tai nạn hay cái gì mà quá lắm thì chúng ta cấp bách lắm chúng ta mới dùng thuốc Tây. Còn tất cả những cái bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính là bệnh không lây nhiễm đó các anh chị. Còn bệnh, những cái bệnh mãn tính như vậy thì thuốc Tây không có giải quyết được tận gốc, không giải quyết được vấn đề. Đó thì đấy nó là một cái mà khi mà Trang học của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Trang có cái cảm nhận, đó là Trang trân trọng cái câu lạc bộ mà chúng ta đang có, câu lạc bộ y học dinh dưỡng, và tự hào về việc là chúng mình đang là những người rất là tuyệt vời, đang là những người rất may mắn được tiếp cận với những cái kiến thức rất là hiện đại và đi đúng với luật của mẹ thiên nhiên, là để cho cơ thể tự chữa lành, rất là tuyệt vời. Thật ra thì những cái điều này có từ ngày xưa cơ mọi người, như là Hải Thượng Lãn Ông, rồi là của Việt Nam,
rồi hemocytin là ông tổ ngành y của thế giới, tất cả những cái vị danh y nổi tiếng thế giới từ ngày thời sửa xa xưa, những thế kỷ trước, họ cũng đã khẳng định là vạn bệnh vào từ miệng, và hãy để thức ăn làm thuốc và thuốc là thức ăn, thì họ đều khẳng định như vậy hết. Tức là cái kiến thức này nó không hề mới mẻ, nó xa xưa lắm rồi, nhưng mà con người ta với y học mà bị thương mại hóa, y học mà bị thương mại hóa, thì chúng ta hiểu là một cái công trình xây lên, một cái máy móc nhập về là bao nhiêu người tham gia vào đó, và quy trình để nhập một cái máy điều trị cho người ung thư, nhập một cái máy để mà lọc thận chẳng hạn, tất cả những cái máy móc thiết bị vật tư y tế nó đều là thương mại, nó đều là có bóng dáng của thương mại ở đấy cả. Và do đó thì để mà người bệnh mà cứ có những cái biện pháp y học dinh dưỡng mà cứ ăn uống lành mạnh rồi cứ sức khỏe khỏe quá, thì lấy đâu ra những cái máy móc đấy nó bị ế ấy. Mọi người tưởng tượng đơn giản nó là như vậy. Thế nên là người ta cũng không có nhiều động lực để người ta đi nghiên cứu làm sao cho bệnh viện càng ngày càng nhỏ lại, mà người ta lại đi làm sao mở bệnh viện càng ngày càng to ra, và làm sao nghiên cứu làm sao để người bệnh đi tới bệnh viện lần này thì tháng sau đừng tới, năm sau đừng tới, làm sao để ở nhà cũng tự chăm sóc được, thì người ta không nghiên cứu về cái điều đấy, và người ta nghiên cứu là cứ đến gặp thì cái thang thuốc là cái gì, bệnh đấy thì thuốc gì, chứ còn cái mục tiêu mà để đừng quay lại bệnh viện thì nó không phải là cái mục tiêu của thương mại, y tế thương mại. Thì chúng ta nói đơn giản như vậy để chúng ta tự hiểu được. Là ví dụ như là một cái phòng khám nhỉ. Đây là một ví dụ mà Trang được nghe rất là kinh điển, Trang nhớ luôn, nhớ mãi luôn, ám ảnh luôn. Là bác sĩ, giáo sư bác sĩ có nói một cái ví dụ với Trang là một cái phòng khám, nếu như để bình thường, chữa theo Tây y bình thường, thì một tháng đó khách hàng đến cái phòng khám đó khoảng 50 người. Thì nếu như áp dụng về dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng bằng con đường dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe, thì một tháng sau chỉ khoảng 5 người quay lại cái phòng khám đấy thôi. Thế thì cái sự đầu tư vào phòng khám đấy thì sao ạ? Phòng khám đấy sống bằng gì ạ? Mọi người tưởng tượng được không? Họ sống bằng thuốc, họ sống bằng cái bệnh nhân chính là khách hàng và là nguồn nuôi dưỡng cái phòng khám đấy tồn tại. Cho nên nếu mà để cho bệnh nhân về tự chăm sóc được bản thân ở nhà, thế thì phòng khám đấy sống bằng cái gì? Chúng ta thấy một cái sự thật đau lòng không ạ? Và cái người bác sĩ đấy một tháng chỉ có khoảng 5 bệnh nhân đến để và dần dần nếu mà 5 cái bệnh nhân đấy cũng nắm được về về cách tự tự điều trị và tự dùng dinh dưỡng để đẩy lùi bệnh tật thì sao? Đóng cửa phòng khám luôn. Thế nên là chúng ta nếu mà chúng ta nắm được cái điều này thì chúng ta sẽ làm bớt giảm tải cho ngành y tế rất là nhiều, chứ không phải khổ sở cho nhà nước suốt ngày phải đi mở rộng bệnh viện. Trang đang ở gần cái bệnh viện 175 của thành phố Hồ Chí Minh. Xây nó to đến mức độ mà như cái sân vận động. Và Trang thấy là nó hai mặt tiền, lớn kinh khủng luôn, bệnh viện của quân đội lớn kinh khủng luôn. Mặt trước là đường Nguyễn Thái Sơn, mặt sau là đường Nguyễn Kiệm. Nó to khủng khiếp vật vã và đang mở rộng ra xây cái cổng to như là to hình vòng như là cái quả địa cầu này này, to như thế này. Người đi vào cái nơi để mà gửi xe của người nhà bệnh nhân ấy là tăng 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 lên như thế này. Thế xong mình lại nghe đến bác lên TikTok thì mình nghe đến bác Thanh là cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng, là một người mà rất là lo lắng cho dân ấy. Có một cái video mà người ta lưu lại được của bác cái giờ bác mất rồi, là một cái người rất là có uy tín với dân. Thì bác bảo là bây giờ tôi thách ấy, các bệnh viện không lấy tiền gửi xe của người nhà của người nhà bệnh viện, tôi thách luôn ấy. Một tháng tiền gửi xe, thu từ tiền gửi xe là hơn 1 tỷ, hơn 1 tỷ tiền gửi xe,
cải thiện đời sống cho anh em cán bộ công nhân viên chức thật đấy. Nhưng mà đối với cái người mà đi thăm nuôi bệnh ấy, đến nay người ta đi ra mua cháo, ngày mai người ta phải đi về để lấy quần áo, hay là người ta đi mua sắm cái gì cho phục vụ cho bệnh nhân, chạy ra cái chạy vào cái 5.000, chạy ra 5.000, chạy vào cái 5.000, một ngày mấy chục nghìn tiền gửi xe, và hàng nghìn cái con người như vậy, một tháng không biết bao nhiêu tiền gửi xe. Giờ tôi thách các bệnh viện ấy, không lấy tiền gửi xe của dân, nó đơn giản chỉ là tiền gửi xe thôi đấy các anh chị. Mọi người thấy là thương mại nó đi, nó len lỏi đi vào từng ngóc ngách của cuộc sống không ạ? Nên là thôi bây giờ thì có mình biết mình có được cái thông tin tốt, và mình tự bảo vệ bản thân mình là một. Cái thứ hai là mình bảo vệ cho những người mình có duyên, mình gặp họ, mình hỗ trợ, mình giúp đỡ những cái người đó. Chứ còn đó là vấn đề rất lớn của xã hội. Mình không thể nào mà giải quyết được hết tất cả các thứ. Cho nên là chúng ta, sức của chúng ta đến đâu chúng ta làm đến đấy thôi. Rất là cảm ơn các anh chị đã có mặt. Mình thấy là có cô Nha có giơ tay thì cháu mời cô Nha chia sẻ một chút rồi chúng ta kết thúc Zoom nhé. Alo. Cô ơi, cô mở cam lên ạ. Cô mở camera lên ạ. Rồi, cho nhìn thấy. Hôm nay chúng ta đọc sách rất là hay. Ở hay ở chỗ là chúng ta nâng cao được nhiều cái kiến thức sâu rộng hơn nữa. Thì cô cũng rất là vinh dự là được ở trong cái cộng đồng của dinh dưỡng WinEd này. Thì cô xin chia sẻ một chút về cái tấm lòng tri ân đối với cái dòng sản phẩm này. Cô nghĩ đúng á, tại vì Trang nói là nó khi mình dùng dinh dưỡng là cái hệ miễn dịch là sức đề kháng nó cao, thì nó không có thể là nó xâm nhập vào virus, nó xâm nhập vào cơ thể mình là đúng á. Tại vì trong năm ngoái là cái mùa dịch á, là cô đi rất là nhiều. Cô đi từ thiện rồi vận động xin quà cho thành phố Hồ Chí Minh rồi Bình Dương nữa, mà chuyển về mấy chục chuyến xe luôn. Mấy chục một là một chuyến xe như vậy là tới 6 tấn, 7 tấn. Nhưng mà đi miết rồi giao tiếp những cái chú, mấy cháu nhỏ nó lái xe rồi ở Bình Dương nó lên nó chở. Vậy mà cô không sao hết, không bị gì hết. Cho nên là cô nghĩ là chắc là do mình dùng dinh dưỡng. Tại vì cô đã dùng từ tháng 4 năm ngoái mà. Cho nên là cô thấy là mà những người đi cùng với cô là đứa nào cũng bị hết. Đứa nào cũng bị hết trơn, mà có hai mẹ con nhà này không sao hết. Cho nên cô rất là cảm ơn cái dinh dưỡng này đã giúp cho cô là vượt qua trong cái lúc mà sóng gió cuộc đời, mà kiểu như là mình lăn lộn vào để mà mình chia sẻ với bà con ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Cho nên bây giờ mình mới nghiệm ra là mình biết mình chưa biết từ đây trở đi có như thế nào thì không nói được, nhưng mà từ đây trở về trước năm rồi thì cô thấy rất là vi diệu, tuyệt vời. Xin cảm ơn Trang, cảm ơn các bảo trợ của cộng đồng đã chia sẻ buổi đọc sách hôm nay. Thì mong mọi người chúng ta hãy hiểu sâu hơn và nên tận dụng nó để mà sử dụng cái sản phẩm này trước khi chúng ta chuẩn bị lâm trận tiếp, bởi vì hiện nay dịch nó đang hoành hành trở lại rồi. Thì xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, tôi cảm ơn cô nha. Gia đình Trang thì thời gian gần đây cũng đang, tất cả mọi người đang tăng cường dinh dưỡng trở lại cao hơn cái thời điểm trước. Vài tháng trước thì mình thấy dịch nó lắng lắng rồi thì cũng không có nhắc nhở, cũng không có theo sát mọi người về dinh dưỡng thường xuyên như cái lúc trong dịch. Nhưng bây giờ là giai đoạn mà các cái quốc gia ở Đông Nam Á mình đang nóng lên, và gần mình thôi thì anh Indonesia và kể cả Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp rồi đấy ạ. Giống như cái đợt trước mà chúng ta ban bố tình trạng khẩn cấp mà ngăn hạn chế đi lại rồi thì giấy trình xuất trình giấy tờ đấy, thì bên các cái quốc gia láng giềng của chúng ta đang nóng lên từng ngày và đang bắt đầu quay trở lại với cái vòng như vậy.
thì bây giờ mình phải chuẩn bị trước. Hồi nãy cô Nha nói một cái câu rất là đúng, đó là chúng ta hãy chuẩn bị trước để khi chúng ta lỡ có rơi vào cái nghịch cảnh nào đó thì cái cơ hội được khỏe mạnh, cơ hội được sống sót, cơ hội được khỏe mạnh nó cao hơn. Và hãy bảo vệ cho những cái người thân trong gia đình mình. Còn nếu mà nói về dinh dưỡng mà nó cần ngày, cần tháng, mà đến lúc mà có nhiễm cái gì rồi mới sử dụng dinh dưỡng thì lúc đấy cơ thể nó không có cái thời gian để tích lũy, để chuẩn bị. Cho nên là Trang hiểu được cái điều đấy, nên mình rất là chú trọng về cái việc là bổ sung dinh dưỡng đầy đủ trong cái thời điểm hiện nay đang gia đình đang chuẩn bị tích cực, để mà nếu mà lỡ dịch mà có bùng tiếp như lúc trước thì mình vẫn an toàn. Đặc biệt là cái vitamin D ở trong cái viên canxi của mình á mọi người. Vitamin D và tích hợp trong cái viên canxi của mình thì mọi người sử dụng thường xuyên ngày 2 viên canxi đi. Thì nó sẽ tích cho mình cái canxi, cái vitamin D cho cái hệ đề kháng. Cái đề kháng của mình rất là cần nhiều vitamin D. Ngoài ra thì chúng ta hãy phơi nắng cái thời gian lúc khoảng 9 giờ sáng trở đi cho tới 3 giờ chiều. Chúng ta phơi khoảng 15 phút một ngày. 10-15 phút một ngày, ít thôi, không cần nhiều. Cái giờ đó thì nó cái tia tử ngoại của mặt trời nó mới có thể tác động để nó chuyển hóa cho mình tiền vitamin D ở dưới da được. Cho nên mình hãy tăng cường phơi nắng hơn một chút. Ngày 10-15 phút thì đó ra phơi nắng khoảng 9 giờ sáng. Có cơ hội thì chúng ta hãy làm những cái điều này để tăng cường cái vitamin D lên cho cơ thể. Ngoài ra thì bổ sung wellness đầy đủ ha cả nhà ha. Hôm nay cũng đã bị lố giờ rồi, em thấy có chị Bình giơ tay nhưng mà thời gian nó bị hết rồi. Cho nên là hẹn chị Bình với cái buổi đọc sách ngày mai nhé. Xin cảm ơn cả nhà mình đã tham gia rất là nhiệt tình cho tới ngày nay, giờ này. Ok, cảm ơn Trang, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Trang. Cảm ơn.